quanh bán kia. Không quay back cho mọi người xem nữa vậy. Không phải đi về đây. Thôi đi về đây chứ không đi đâu mà. Mọi người ơi, ITB chắc phải 1-2 ngày tới. Phải để cho khu chơi chút để nghỉ ngơi nữa chứ. Đâu có làm việc luôn được. Mấy này bận rộn là đã mệt rồi. Đi xe đi ra đi về Bắc Nam là đã mệt rồi. Mọi người thông cảm nha. Chắc 1-2 ngày tới là sẽ có thôi. Theo thủ tục thì là cha đưa mẹ đón cho mọi người, tức là ba chị Quý Anh sẽ đưa vào và mẹ em sẽ đi đón. Anh ơi, có cái tóc bung bung à? Tóc bung bung. Chị về rồi, về make up cho mẹ anh ấy. Nãy mẹ anh gọi. Hỏi cô dâu đi lấy chồng cơ lại nhà chồng rồi. Mọi người buồn cười quá. Ít ra nếu mà bận công việc hay này kia thì cũng phải ở 1-2 hôm rồi mới đi chứ làm gì đi luôn. Chị em bảo tính làm trong đi chơi đi cà phê. Cho mấy người đi á? Cho mấy người này đi á? Cho mình đi á. Chị em, chị em, thằng Bin, em theo. Còn em thì em đi thì không có cộng. Hả? Em đi thì em đi thôi. Mọi người ơi, đang xúc động. Để mình tắt filter nha. Dạ, yeah, hôm nay là lễ đón dâu nha mọi người. Buồn. Trưa nay thì tao cảm hai cái gì thì cũng không xe đâu mọi người, quay cho mọi người xem một xíu cái lễ đón dâu này. ITB thì vẫn quay nha. 1-2 ngày tới anh chị nghỉ ngơi xong anh sẽ up video cho mọi người xem này. Vậy nha, mình không quay nữa đâu. Quay vậy thôi. Bình thường thấy quay một cô dâu thôi mà. Không, quay ăn chắc cô dâu là sao cô dâu mới mở chứ. Đang hấp mọi người ơi. Đang hấp. Chơi trò bỏ con đi. Bỏ con gọi là được, bỏ con gọi vô bên góc này mà. Bỏ con gọi vô bên góc này mà. Bỏ con gọi vô bên góc này mà.
Nhưng cái hôm đấy bố em quậy rồi. Em nhìn bố thắp hương một cái là bắt đầu khóc rồi. Thôi ở đây một hai hôm để đến nơi xong mình nghe xong. Qua xong hết rồi. Theo từ hôm qua là trao và đã hết rồi đó. Biết sao kiểu mỗi người ý mới chẳng xong rồi chị này thu chị này anh cũng xem chị này kiểu bình thường làm tóc của mình mới rẻ chị cũng không làm tóc che chỗ đi bố mình về cái lúc ý là lúc ở đây thì chưa sao đâu giống em ấy lúc bố mẹ em ở đấy em vẫn bình thường nhưng mà đến lúc bố mẹ em đi về em khóc mày còn chê không nữa đi đi ra đứng ra ngoài kia đứng đi với nhạc đi đi ra ngoài kia đứng cho nhạc tiếp 0.5 nhá 0.5 cho nó xe anh Lem thì cười phơi phới còn chị quế anh thì cứ hóc nhẹ thôi mọi người ơi tóc nào mỗi người mỗi gu như chị là cô dâu chị có thể thích đâu mình thấy tóc bồng bềnh thì tùy nơ chứ với lại mọi người phải hiểu là khí hậu ngoài đây nó không giống như được ở trong này nó đâu có mát mẻ nó đâu có kiểu se se lạnh giống như trong này đâu mà nó sẽ thuộc dạng gọi là nắng nóng và hâm nếu như mọi người thẻ như vậy mà làm lễ tới mấy tiếng đồng hồ thì mọi người sẽ không chịu nổi đâu phòng cô dâu đâu em mọi người đòi xem phòng cưới thôi mọi người ơi ITB có tại vì mình không muốn quay thôi phòng cô dâu đẹp mọi người yên tâm một hai ngày tới là anh cũng sẽ chỉnh video rồi úp cho mọi người xem thôi mà cho nên là mọi người đừng có kêu quay này quay kia không quay đâu đúng mỗi người một sở thích thì bao giờ đăng ITB á ITB thì một hai ngày tới ví dụ như anh chị nghỉ ngơi mấy ngày nay tất bật mè rồi đường xé xe xôi nữa mọi người phải hiểu là rất là mệt cho nên mọi người phải thông cảm nha chú để quay luôn bây giờ dừng lại một xíu nha mày đứng quay chụp tấm mày đang quay luôn nha ờ đó thì là chị cô dâu cười tươi này cô dâu ơi đẹp mà ngày mai khi nào mà lên IDB là mọi người sẽ thấy đẹp hay không trải qua là mỗi cam điện thoại mỗi người mỗi khác không phải ánh sáng các kiểu nữa với lại là kiểu tóc phải thoải mái phải mát mẻ chứ khí hậu ngoài Bắc Giang nóng mà mọi người nắng nóng là làm lễ mấy tiếng vậy sao mà chịu nổi giờ là rước dâu về nhà mình rồi chị thấy kiểu gì cũng xinh mà xinh phải không chị cô dâu là xinh nhất rồi mỗi chị này xấu anh ngu nhà trai phải qua Tết mừng cưới nha mọi người Đà Lạt đã có hồng treo gió cái gì ta phong tục là cha đưa mẹ đón nha mọi người ở ngoài Bắc là phong tục là cha đưa mẹ đón quay cô giáo đi thôi mấy cả cô dâu với chú rể đang chụp hình lưu giữ kỷ niệm sau này để úp cho mọi người xem cho nên mọi người thông cảm nha em quay đâu khi nào em quay được thì em sẽ quay chị sao nói đúng mà tại mọi người có thấy ở ngoài đâu với cả kiểu như mấy cái máy cơ chuyên nghiệp rồi mấy anh thợ phóng sự các kiểu người ta quay bằng máy của người ta cả hàng chục triệu thì nó sẽ nét và nó sẽ thấy được đẹp hơn còn đằng này mọi người chỉ xem qua cam điện thoại nếu cam phone còn đỡ nha
như mấy cam khác là zoom lên, zoom xa là nó đã mờ rồi. Thì sao mọi người có thể đánh giá là đẹp hay chưa? Đẹp lắm. Đang ở Lâm Đồng đấy mọi người. Xin bộ nail đi hả? Đúng rồi, ở ngoài đẹp mà mọi người đi. Ở ngoài xinh lắm. Cam điện thoại chứ có đâu bằng mắt thật đúng không? Tai nghe không bằng mắt thấy mà. Đang ở nhà trai, cướp dâu về rồi mọi người. Tai hôm nay cũng xinh, em cảm ơn nha. Vâng.